can dầu rỗng đều là báu vật mà có thể bạn không biết. 1. Tháo tay cầm của can dầu ra, nhấn nút thước ở cả hai bên, có ngay một cái giá đỡ điện thoại. 2. Can dầu rỗng cắt nửa trên, đục hai lỗ ở hai bên, chụp trên cuộn giấy, luồn chiếc đũa qua, treo trong nhà vệ sinh, không sợ giấy vệ sinh bị ướt. 3. Can dầu rỗng được cắt đôi, loại bỏ nắp và vòng kéo, lật lại như thế này, đặt nó ở cửa phòng. Những chiếc dù ướt vào ngày mưa sẽ có chỗ để đặt không sợ nước. 4. Tủ lạnh nhà bạn không còn chỗ trống, đã có cách rửa sạch can dầu đã hết. Dùng kéo cắt thành vòng tròn. Sau đó bạn có thể dùng nó để đĩa thức ăn lên, tăng sử dụng không gian. 5. Can dầu được cắt thành như thế này, băng dính ở cạnh đỡ bị đứt tay, kẹp nó vào cửa tủ. Như vậy rác thải nhà bếp có thể được đổ trực tiếp vào thùng. 6. Chỉ mọi người cách làm sạch can dầu rỗng, cho một muỗng gạo, chất tẩy rửa thích hợp, một chút giấm trắng và hai cái khăn giấy. Cuối cùng đổ nước ấm vào, đậy nắp và lắc mạnh, can dầu dễ dàng rửa sạch. Theo dõi kênh để biết nhiều mẹo hơn.